chào mọi người, bây giờ mình đang có mặt tại lô C1 trên đường Lý Thường Kiệt nè, ở ngã tư bệnh viện với lại Lý Thường Kiệt. Hiện giờ bây giờ 4 giờ rưỡi rồi, mọi người đang được bày đồ ra quá trời nhiều. Bây giờ sẽ đi coi là dưới đây người ta bán cái gì quá trời ha. Coi thôi, trả lời lấy gì vậy? Mình bán đồ cổ nè. Cầm tiền xưa dữ rồi. Chừng này cũng đã dư rồi. 200 đồng hả anh? Bao 500 đồng quá hết rồi. Đó, mọi người thấy tiền này lâu lắm rồi. Thời mua bảo đại hả? Có 500 đồng cũng có. Chắc thời mua bảo đại quá à. Đại gia mà cầm được tiền này thôi. Đây là một gian hàng mới đó. Ô, đây có bộ tách trà. Quá là quý tập. Đây bên này chơi hippo quá trời. Đây hippo của Mỹ. Đây là hàng tặng. Trời ơi, con này. Đây con đồng hồ nặng quá nè. No way. Con này đồng hồ hiểu á. Tắc hơi ở. New system. Business. Bên đây mới có nhiều đồng hồ độc. Đọc lên sân. Lên sân. Đây là con đồng hồ hiểu gì đây ta? Này của nghe hả? Này này. Con đợi nghe thấy chiếc xe tăng làm sắc sảo quá ha. Tiếng nghe đọc không được rồi. Sĩ more time. Đây. Mấy máy thụy sĩ là tiếng Nga đây. Ủa cái heo này bán bao nhiêu vậy anh? 3,5 triệu. Máy làm đẹp quá. Thấy con này đẹp không? Ba ơi, dọn xe. Để giờ đó, dọn rồi. Hết giờ rồi. Hết giờ chơi. Hết giờ báo hết giờ tao biết nha. Hết giờ chơi. Ra là chọn rồi. Anh ơi đừng quay anh ơi. Quay. Quay. Quay hồi mà công an xuống đuổi hết đó ông nội ơi. Quay cái chuyện mình không biết. Quay lại một chút cho những mọi người biết. Đây, lần đầu tiên thấy con đồng hồ. Đó hả? Đồng hồ này là đồng hồ dành cho thể thao mà trên tuyết, snow sport, trượt tuyết á. Mà giờ nó hết pin rồi, nó không biết chế độ làm sao nè. Thôi thôi, gửi vô. Gắn cho thử là nó có gì không? Không phải đúng không? Hay hả? Đây cái đó này, cái của Casio điện tử này. Coi hơi bị khó coi. Cái này cái khó mà. Đây có một con nó có cái cây khò mà mấy đầu á. Đây có một con Swatch Thụy Sĩ này, nhưng mà rớt hết mấy kim, ba kim rồi. Chổng không có nha. Rớt luôn cả cái ti luôn. Bắt cái ti rồi.
đồ bả vậy, nó nhập về lù vậy đó. Tôi lấy cái gì rồi phải như đó, nó nhập về ai mua linh kiện gì gắn vô được thì gắn đó. Tối nào thông minh đâu bạn? Hả? Tối nào thông minh đâu cái này? Bút thông minh hả? Tối thông minh đâu có. Thông minh không có nào đó. Đây. Đây đủ đồ. Con này. Đây xài pin rồi. Mua về chưa tháo pin luôn, chưa tháo luôn. Con này của hãng gì không biết rồi. Này giờ tháo kim này ra gắn qua con này đó. Kim còn đánh luôn. Chơi thử. Hết pin mẹ rồi. Ừ. Bỏ nhà rồi. Nhỏ là, này có bán lại bộ kim không? Cái gì? Bộ kim hả? Ừ. Mua cái máy này thì... Máy thủy á. Gì? Máy thủy á. Máy thủy sĩ. Ừ, máy đen á. Không, cái này máy pin nè. Trời quạt, nhưng mà máy quạt sĩ á. Không phải. Mày phải coi. À, đúng rồi. Pin thôi. Ây dạ, tụ, nhẫn trời. Con này hiểu gì đây? Mày nhớ bạn theo bài ấy. Mấy ghe này mình phải biết chỗ mua được rồi. Đâu ạ? Chỉ có đó. Ừ. Có bài quán nào? Không, có mà. Long zin đeo thời trang. Movado. Squash siêu mỏng. Mà thằng Mòn Phương nó hết ngoài 1 mấy con vậy nè. Làm cái 100 triệu con á. Ờ thằng Phương các bạn Linh mà sao đang bấm nô gai 77 quá trời trong giò luôn. Mà là có ma con nhỏ. Giờ đổ ra cái ào coi có nào hay. À, đúng rồi. Đúng rồi chứ ngồi yên lựa không. Tôi coi không đổ được. Tối này đổ ra. Coi coi chơi được không vậy? Đổ ra, đổ ra. Đổ đó nè, bỏ đó mọi người coi. Không anh đổ qua bên nó được nhộng lên. À đây đây. Mỗi lần qua Campuchia là một lô vậy đó, về được cái nào đấy ha. Hết cái này tới kiểm chắc rồi. Mời phái phái vậy. Chợ Long Biên đó hả? Ừ. Qua đây mà. Đây luôn mà. Có gì vậy?
Này hầu như trong đây là pin không đâu có cơ đâu không anh? Không. Cơ trong đi thì nó có nhiều cái trọng á. Nhiều thứ lạ lạ đó. Biết đâu bất ngờ. Đúng rồi. Cũng lựa ra hết rồi chứ. Đâu biết đâu bất ngờ không anh? Đúng rồi, mỗi người mình thích. Đó là máy quay hả? Dạ, điện thoại thôi. Đó. Thấy lạ lạ là đeo ha. Rõ là do mình quay thôi. Cái cục này là mua đâu? Mua mấy chỗ bán linh kiện. Nó là nó kêu là cái gì? Cục là để gắn cho điện thoại, để gắn vô cái điện thoại anh cầm cho nó coi chứ đâu có nó cầm như vậy thôi. Nó phụ quả đúng rồi. Chứ nó phải rõ hơn nó cầm vậy nè, phải mở tay. Là anh để trên bàn nó cũng vừa đúng rồi, mình coi phim thì cho nó dễ chứ ta đầu cơ đâu đầu camera cái gì đâu đúng rồi, nhiều người tưởng mình cái camera gắn theo không có mấy loại này, tưởng con Seiko xưa ha mà không phải con chưa có kìa bỏ chạy nó không gì lắm dạ dạ thêm năm á, nói gì Enco á, nam nữ á Seiko hả cái con nữ này nhiều cái nam dạ xem con có hai hộ nào đó mày đang cô hàng hồ à, chim cô á, máy đẹp lắm, mua máy à? Hả? Nè nó máy kỹ à? Đây, máy kỹ, nói không? Lá hết rồi đó. Đó, cái gì đồ hàng đồ hàng để nha, chim con nha, đó, vậy đó. Máy không phải không? Hàng hồ á, à, đó máy xích à? Nha, ha. Chơi không? Dạ đúng rồi. Chuyên mới được. Chuyên mới được. Ngồi xíu nước chân quá ta. Có gì hay hết. Có gì hay là giật mình lên. Lạ chứ. Dạ không bị lạ. Đúng không? Không bị lạ. Máy vàng luôn nè. Nhưng mà không biết máy gì nữa. Con lên dây rồi. Thiếu gì nữa không? Lên dây. Cái đó nữ. Anh nam vuông á. Đâu đâu. Máy đâu? Không chạy đâu. Lên dây nam vuông hả? Citizen của cái này có nè. Cái này cái này dùng cái mộc vàng gì vậy? Cái là vàng mỏ dầu á. Cái là vàng ngày xưa á, mỏ dầu. Cổ đại ngày xưa. Hồi vậy hả? Thì nói đại vậy thôi biết mẹ đâu. Dân như mùa đồ thấy gì nói đại thôi chứ đâu có biết là làm giàu mẹ coi. Không, cái này của Hermes nè. Nó chữ H đó. Cái này giống như là sân bay đáp nè. Ừ. Đâu cái này Campuchia đó. Không, cái này sân bay đáp đây nè. Đúng không? Ờ một chữ H đó. Chứ hát là hẳn á, hẳn có giỏi vô cái hẳn luôn á, hẳn á, đủ á, hẳn là hối hẳn á, hối hẳn luôn vui vô đó đó. Okay. Trời ơi, mất mẹ máy ra lật lên đẹp lắm mà lật ra mất mẹ cảm ơn. À, trong đây là mấy vỏ vàng là nhiều lắm rồi. Tháo rồi. Vỏ đó nhiều lắm á. Vỏ vàng. Từ sốc chứ tâm bài. Vỏ đó là hai đứa không ta? Hiểu đó, đó, vỏ đó. Tháo pin đó. Cho đường nhật tạo về buổi chiều. Người mua sớm nha, khoảng chừng 5 giờ rồi 6 giờ là các chú dọn hết rồi nha. Rồi ai có thích sưu tầm đồ cổ hay đến cái chợ Nhật Tạo ha. Nhớ like và subscribe kênh của mình nhé.